Ngày 29 tháng 9, chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 49 đã diễn ra tại Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Tại chương trình, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tổ chức điểm truyền thông về hiến máu. Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại phố đi bộ để tham dự với chương trình giải chạy báo Hà Nội mới, giải chạy vì hòa bình năm 2024. Và tại chương trình ngày hôm nay thì viện có đặt một bàn tư vấn về hiến máu nhằm nâng cao ý thức của người dân, nhận biết của người dân về việc hiến máu tình nguyện, về tác dụng của việc hiến máu tình nguyện, hiến tiểu cầu, cách thức đăng ký hiến tiểu cầu. Tại chương trình thì viện có giới thiệu về các điểm hiến máu tình nguyện, cố định và xét nghiệm. Ngoài ra thì các bạn tham gia chương trình có thể nhận được những phần quà rất là ý nghĩa khi trả lời đúng các câu hỏi về hiến máu tình nguyện ở khu vực bàn tư vấn. Mình thấy hoạt động này cũng rất bổ ích cho nhiều người, tuy là họ cũng có tấm lòng nhưng mà nhiều khi lại họ ít thông tin á, nhưng mà cũng rất là mong là mình sẽ mở được nhiều, không những địa điểm đây mà nhiều địa điểm khác để mọi người được quan tâm và có thể biết rõ ràng, cũng có thể là những người khách du lịch như mình có thể biết những địa điểm mà có thể hiến máu. Em cảm thấy là rất là bất ngờ khi khả năng tuyên truyền của mọi người có thể rộng đến như thế. Ngay cả hôm nay em đến đây em chơi nhưng mà em lại vô tình được tuyên truyền này, em cảm thấy là rất là có ích đối với em.